Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Hôm nay là ngày 26 tháng 12 năm 2020, cơ sở đồ gỗ Đồ Thờ Hiền Lành tiếp tục làm video clip giới thiệu tới quý vị và các bạn bức hoành phi siêu to khổng lồ chúng tôi làm cho nhà chùa và đã được khắc bốn chữ đó là Đại Hùng Bảo Điện. Hôm nay chúng tôi chia sẻ tới quý vị và các bạn mẫu mã sản phẩm bức hoành phi cỡ lớn cho nhà chùa. Và chúng tôi sẽ giới thiệu luôn cái ý nghĩa của bốn chữ Đại Hùng Bảo Điện để cho quý vị dễ hình dung. Thì trong tư viện Phật giáo Đại Hùng Bảo Điện hay còn gọi là Chánh Điện, Phật Điện và Tam Bảo Điện và có khi gọi tắt là Đại Điện. Đại Hùng Bảo Điện đó là tòa kiến trúc trong tâm tư viện Phật giáo, chính là nơi để tăng chúng tín đồ thập phương lễ bái tu hành. Và trong Đại Hùng Bảo Điện thì cung phụng hình tượng Phật Bổn Sư Thích Ca. Đại Hùng tức là đức hiệu của Phật, chữ Đại là bao hàm cả vạn hữu, chữ Hùng là nhiếp phục tất cả các cái ma quân. Và nhân thì vì Phật Thích Ca có đầy đủ trí tuệ tròn đầy, có đức uy hùng làm chấn động tâm của chúng sanh ở khắp các cái đại thiên, bừng khai tánh giác. Và còn chữ bảo trong từ bảo điện là chỉ cho đó là Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Và sở dĩ gọi là Đại Hùng vì Phật có đầy đủ đại trí lực hàng phục các cái ma quái như ma tham sân, ma nam ấm, ma chết và ma tha hóa tự tại thiên. Và chúng tôi đã giới thiệu ý nghĩa của bốn chữ đó là Đại Hùng Bảo Điện. Và thường chữ Hán Nôm thì chúng ta sẽ đọc từ bên phải sang, đọc ngược lại với lại chữ quốc ngữ của chúng ta. Và nếu là thư pháp thì chúng ta sẽ đọc từ trái sang, để cho những người mới biết về hoành phi câu đối và các cái khách hàng đang chưa hiểu rõ nắm bắt được. Thì cơ sở đồ gỗ Đồ Thờ Hiền Lành có chia sẻ tới tất cả quý khách hàng các cái công đoạn quy trình làm về hoành phi câu đối. Quý khách có thể kích vào trang chủ YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành để xem thêm các cái công đoạn mà chúng tôi đã sơn son thiết vàng. Bức hoành phi này chúng tôi làm theo hình dáng giống chiếc ban thờ Osa, có các cái ô đố. Và bên trên bốn chữ nho thì chúng tôi chạm đó là Phượng Hoàng và Cuốn Thư. Khi chúng tôi bàn giao và lắp đặt thì chúng tôi sẽ lắp các cái đầu này sau. Và trên hình các bạn đang xem đây là bức tượng của Bác Hồ Chí Minh, người chủ tịch nước vĩ đại. Chúng tôi làm theo đơn đặt hàng tới từ khách hàng tại Văn Cao, Hải Phòng. Đây cũng là một đồ cúng tiến và tượng làm bằng thạch cao, đã nhờ cơ sở đồ gỗ Hiền Lành là dát vàng. Đây là vàng Đài Loan thì khác với vàng 419 hay còn gọi là vàng 24K. Thì quý khách có nhu cầu trùng tu cũng như là dát vàng mới các cái đồ thờ cúng tâm linh bằng gỗ hay thạch cao hay là tượng đồng 12 con giáp, đỉnh đồng thì quý khách liên hệ trực tiếp qua số hotline 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá cụ thể các cái sản phẩm. Quý khách hãy bỏ ra từ 5 tới 10 phút xem các cái video clip của chúng tôi. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để nhận được các cái thông báo mới nhất. Tượng Bác Hồ này có kích thước đó là cao 1,5 m, được làm bằng thạch cao và chúng tôi đã thiếp vàng. Và hiện tại cơ sở đồ gỗ Đồ Thờ Hiền Lành đang thiếp vàng rất nhiều các đồ thờ cúng cho đình chùa như hạc thờ, chấp kích, bát biểu, ngựa thờ. Chúng tôi rất vinh dự khi được nhận làm các cái đơn đặt hàng siêu to khổng lồ tới từ tất cả quý khách hàng trên toàn quốc. Chúng tôi luôn có mặt để bàn giao các cái đồ thờ cúng đẹp tới tất cả các gia đình cũng như đình chùa cỡ lớn. Thường thì đôi hạc nó sẽ đứng trên hai cụ rùa và rùa với hạc hay ngựa nó là các cái linh vật rất là linh thiêng liên quan đến đồ thờ cúng tâm linh. Và đôi hạc thì chúng tôi làm bằng gỗ. Hạc thờ này có kích thước đó là cao 1,97 m, tính từ dưới đất đến hết cái chóp cao nhất của con hạc. Trong video clip trước tôi đã giới thiệu về ngựa thờ thì quý khách có thể xem thêm.
Và trong video này chúng tôi giới thiệu thêm đó là Hạc thờ, tượng Bác Hồ và Hoành phi Đại hùng bảo điện của nhà chùa. Chúng tôi vừa mới hoàn thiện xong. Chỉ chờ ngày quý khách hàng về chở hàng và lắp. Thì chúng tôi sẽ chia sẻ các cái video lắp hoành phi câu đối để cho quý khách hàng có thể tự treo tại nhà mà không cần cơ sở. Rất là dễ dàng và hiệu quả. Quý khách có nhu cầu làm về đồ thờ cúng thì quý khách sẽ liên hệ trực tiếp với cơ sở đồ gỗ Hiền Lanh qua hai số điện thoại 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi xin nhắc lại kích thước của bức hoành phi này là dài 3m50 và rộng 1m27. Toàn bộ các cái ván bên trong chúng tôi làm dày 2 phân, đó là bằng gỗ dổi. Đây là gỗ dổi ta, khác với gỗ dổi Úc nhập khẩu từ Nam Phi. Cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi các video clip của chúng tôi. Hẹn gặp lại quý khách trong các video tiếp theo. Xin cảm ơn.